Rất hoan nghênh cái lừa bên ngành công an làm cái nhiệm vụ là bảo vệ địa phương và còn là chăm lo đến nhân dân, đối với gia đình nghèo, gia đình có công với đất nước. Sự cảm kích, niềm tin yêu của nhân dân không chỉ là lời khen ngợi mà còn là nguồn động viên vô giá đối với lực lượng công an trong quá trình làm nhiệm vụ. Bởi thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, lực lượng công an không phải đối mặt với cuộc chiến đấu sinh tử một mất một còn, nhưng cuộc chiến chống lại tiêu cực cũng không kém phần cam go quyết liệt. Trong một số tình huống, ở cương vị của một người xử lý vi phạm giao thông hay một cán bộ điều tra, chỉ cần thả lỏng mình trong giây phút dễ bị cám dỗ bởi vật chất, hẳn nhiều cán bộ chiến sĩ cũng sẽ có cuộc sống khá hơn. Nhưng học tập và làm theo lời Bác, họ đã vượt qua các bản ngã tầm thường của con người để chiến đấu và chiến thắng.